Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, những năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các phong trào trọng tâm của hội, đặc biệt là phong trào phụ nữ thi đua xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới ở các vùng quê. Những con đường xanh, sạch đẹp và rực rỡ sắc hoa như thế này không còn xa lạ đối với người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Bởi hiện nay trong tổng số 23 km đường liên thôn của xã thì có tới 13 km đường đã được phủ kín các loại hoa. Tất cả 6 thôn của xã đều có các tuyến đường hoa, đưa Đại Minh trở thành địa phương điển hình trong phong trào xây dựng mô hình tuyến đường hoa ở Yên Bình. Chính các chị trong ban chấp hành đã thực hiện trước là vận động chị em hội viên ủng hộ tiền để mua cây hoa giống, các bầu hoa giống và mua các chậu hoa, bồn hoa để trồng trên các tuyến đường. Và đặc biệt là trong năm 2021 này thì Hội Phụ Nữ xã cũng đã triển khai là thi chấm điểm tuyến đường hoa đẹp xã Đại Minh năm 2021. Thì chị em ở cơ sở cũng đã rất là hồ hởi, nhiệt tình để tham gia. Với trên 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 26 cơ sở hội, để triển khai hiệu quả các phong trào nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều hình thức đa dạng phong phú, như qua hệ thống loa truyền thanh, nói chuyện chuyên đề, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Trong những năm qua, hoạt động của các cấp hội phụ nữ huyện Bình chúng tôi thì có rất là nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng thiết thực, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hình thức tuyên truyền cũng ngày càng đa dạng và chúng tôi cũng ứng dụng được công nghệ thông tin và mạng xã hội trong các hoạt động của hội, đồng thời duy trì và nhân rộng được các mô hình tập hợp thu hút hội viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Chúng tôi cũng đã đề xuất được một số chương trình đề án hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trong khi triển khai thì luôn gắn với mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới và các nhiệm vụ thường xuyên của hội như là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút được chị em tham gia và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp hội và mỗi hội viên. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến cũng đã được các cấp, các ngành khen thưởng. Bằng những việc làm cụ thể đã có rất nhiều gia đình hội viên phụ nữ tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để mở rộng đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, thu gom phân loại rác thải, xây dựng các mô hình hiệu quả. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện đã xây dựng được 119 tuyến đường do phụ nữ tự quản được trồng hoa và có điện thắp sáng, xây dựng trên 1.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Đã có trên 85% số hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình 503 sạch. Thấy các nơi người ta trồng hai bên đường hoa đẹp ấy, thì tôi muốn học tập và làm theo để bảo chị em trong chi hội ấy, là cùng nhau là trồng từ cổng làng vào đến trong. Đi trong cho nó được đoạn đường dài và đẹp hơn ạ. Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, toàn huyện Yên Bình đã có gần 5.000 lượt hội viên phụ nữ nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên gửi tiết kiệm được gần 5 tỷ đồng giải quyết cho hội viên nghèo vay, hỗ trợ 15 hội viên nghèo làm nhà mái ấm tình thương, vận động hội viên khá tự nguyện giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng công lao động, cây con giống. Qua đó đã có 480 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt những năm gần đây, Hội Phụ Nữ huyện còn chủ động giúp 130 hộ hội viên phụ nữ vay vốn khởi sự kinh doanh, không chỉ tăng thu nhập mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em. Trước đây thì gia đình tôi cũng có mở một xưởng sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn. Và cũng đến năm 2020 thì cũng được Hội Phụ Nữ huyện hỗ trợ cho vay vốn khởi nghiệp. Và tôi cũng có mở công ty Hồng Thủy để thuận tiện cho việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu cho gia đình và cũng tạo công ăn việc làm cho chị em trên địa bàn.
là một trong những địa phương được chọn xây dựng xã nông thôn mới điểm của huyện trong năm 2021 để góp phần cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đúng lộ trình. Ngoài việc vận động chị em thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường thông qua phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, đảm nhận các tuyến đường tự quản. Hội phụ nữ xã Mỹ Gia còn tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, tập trung phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng cây màu trên đất dưới cốt 58 hồ Thác Bà. Đặc biệt, năm 2021, hội viên phụ nữ xã Mỹ Gia đã trồng được trên 70 hectare cây màu dưới cốt hồ Thác Bà, chủ yếu là lạc, ngô, dưa hấu, dưa lê, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và năm gần đây thì ngoài cái phát triển kinh tế như phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm ra thì là hội phụ nữ xã còn tích cực tuyên truyền vận động để chị em tận dụng cái diện tích ở dưới cốt của hồ Thác Bà để mà trồng cái ngô, cái lạc. Và nhất là 1-2 năm gần đây rồi thì là các chị em đã đẩy mạnh để đưa cây dưa hấu và cây dưa lê. Nhiều hội viên đã có thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng trên một năm từ cái diện tích mà dưới cốt của hồ Thác Bà. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình còn duy trì và phát triển có hiệu quả các mô hình như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, các tổ liên kết giúp nhau. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được hơn 1.200 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống 4% năm. Từ cách làm sáng tạo hiệu quả của hội phụ nữ các cấp, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở huyện Yên Bình ngày càng được nhân rộng. Đến nay, toàn huyện đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu hết năm 2021 có thêm 5 xã cán đích nông thôn mới. Ở trong những năm qua, thì cấp ủy chính quyền của huyện đánh giá rất cao những cái đóng góp của chị em phụ nữ trong toàn huyện đối với những cái thành tích chung của huyện Yên Bình. Chị em đã góp phần chủ yếu trong cái việc là chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cái phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, rồi cuộc vận động ba sạch. Chị em trong các doanh nghiệp cũng đã rất tích cực hưởng ứng cái phong trào thi đua lao động giỏi, tăng năng suất lao động, tích cực hưởng ứng tham gia cái phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, và đặc biệt là gần đây là đi đầu trong phong trào vận động toàn dân tham gia các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chị em cũng đã rất tích cực tham gia các phong trào như phong trào toàn dân, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn và phát huy các cái bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng hồ Thác Bà, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Và qua đó đã góp phần rất tích cực trong việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, các cấp hội phụ nữ ở huyện Yên Bình tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng huyện Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, gắn với xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025.